auto A98. Đây các bạn, vào đây và chơi cùng với nhau nhá. Thì hiện tại server chỉ có một mình thôi. Mình thì mình không có hai cái máy tính để có thể kết nối với nhau để mà chơi ở đây. Còn các bạn nếu mà các bạn chơi cùng với nhau trong cùng mạng LAN, kết nối cùng một mạng LAN ấy, thì các bạn có thể thử nhá. Ví dụ hai người ôm hai cái laptop rồi cùng nhau chơi, đúng không nào? Chơi hai đứa chơi bắn nhau thôi thì buồn lắm nhỉ. Có một nhóm bạn ấy, đúng không nào, thì cùng chơi ở quán net hay là gì đó chẳng hạn, đúng không nào? Thì các bạn có thể thử nhá. Thì đó là về phần Unity, United Offensive. Mình sẽ ALT4 ở đây nhá. À mà ALT4 thì không được. Mình sẽ thoát ra, quit ra. Mình sẽ vào lại cái phần kia. Phần Unity thường xem nào. Cả hai cái đều chơi được nhá. Các bạn nhớ điều đó nhá. Mình sẽ vào cái thường này để test cho các bạn thấy. Open lại này. Vào game thì các bạn cứ click chuột liên tục vào nhá để nó sẽ đẩy thẳng vào cái màn hình chính. Thì sao nó tối thế nhỉ? What the heck? Còn nó tối om nữa này. Fuck. Nó vẫn tối vậy các bạn ạ. À. Chắc là vấn đề nó nằm ở đâu đó. Restore không rồi. Tại mình chỉnh cái màn hình ở ngoài rồi mà. Sao cái này là tối thế nhỉ? Tối om luôn. Hay vào game thử xem sao nhá. Mình sẽ vào phần đó là single player. Chế độ mình chọn đại chế độ dễ nhá. Tối mờ tối mịt vậy. Ngoài này thì lại sáng choang các bạn ạ. À. Sáng chói luôn, the fuck. Sai nào, nhìn về đâu? Nhìn mấy cái bảng nhá. Tab mở object ở đây à? Sao mình có cảm giác nó tối thế nhỉ? Sao vậy ta? Nó phần nào ta? Chắc chắn là phải phần graphic rồi. Full screen, shutter, texture filter. Sáng hơn hẳn đấy các bạn ơi. Nhưng mà sáng cái phần ngoài đây và phần trong thì nó vẫn hơi. Còn cái phần nào mà chưa chỉnh không nhỉ? Texture quality default Nvidia Distance Fog. Đâu? Chỗ này thì là sáng, không biết vào game thế nào. Vẫn vậy các bạn ạ, à. Cái phần game nó vậy ta. Khó chịu nhỉ? Các bạn đợi tí nhá, mình ra thử ở bên offensive xem ra. Mình sẽ vào thử cái phần single bên phía Unity Offensive xem nó có bị như vậy không. Ở bên này nhìn nó sáng choang này. Nhưng mà vì hai phần game này là hai phần khác nhau, không biết thì cái phần single player nó có giống nhau không nhỉ? Nó chung một phần single player không? Hay là khác ta? Khác các bạn ạ, à. Bên này nó sáng hơn hẳn luôn này. Khó chịu nhỉ. Hay là do bên này mình chỉnh cái màn hình thì nó bị vậy. Thử nhá, mình sẽ vào lại phần game kia và restore lại cái phần setting. Xem nó sáng sủa hơn không. Này, tối như hũ lút vậy. Mình sẽ Optimal System Setting. Yes. Nó vẫn tối thế các bạn ạ. The fuck, đùa nhau à? Tối om các bạn ạ. Thế nào nhỉ? Ngoài này thì hơi chói tí. Chỗ này thì lại chói vãi cả trưởng cơ. Nhìn vào chỗ này nó lại hơi tối. Hay là do màn hình nhỉ? Cái này lại không setting được. Mình chết. Khó chịu thật đấy. Như ban đêm vậy, được fuck. Good. Now check your objectives. You'll notice that your current. Khó chịu nha. Hay nhảy sang phần multiplay. Đúng rồi. Bên này sáng choang à. Sau đó chúng ta sẽ chơi single player ở bên đây.
Đúng nhỉ. Ui nó lại đẩy sang đây rồi. Fuck me. Sao lại chơi được single bên đây nhỉ? Single player. Có mod nữa kìa. The fuck. À, nó sẽ mở lại cái phần ultimate offensive. Đó. Đó là single. Có chịu nhở? Đúng không om vậy? Mình nhớ trước đây mình test thì mình đâu có bị như này đâu. Này, tối như hũ lút vậy. Khó chịu thật đấy. Ta chơi thử cửa sổ nhá. Ui, cửa sổ thì lại sáng choang các bạn ơi. À đây đây. Đây nhá các bạn nhá, chịu khó chơi cửa sổ nhá các bạn. Ui, thiệt quá, mò cái này đến phát mệt luôn. Mình sẽ chỉnh cái này lại cho cân cân một tí. Đấy nhá, chúng ta sẽ chơi bên phần cửa sổ nhá các bạn. Các bạn hãy vào phần option, sẽ nhảy sang phần graphic và chỉnh cái full screen thành no để có thể chơi ở cửa sổ, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái độ sáng của game nhá các bạn. Rồi, room game nào. Ui, sáng lóa mắt luôn. Đó, mọi thứ sáng choang nhá các bạn. Đúng nào, không tối om như lúc nãy nữa. Rất là tuyệt đúng không? Được rồi, bây giờ thì các bạn chỉ cần đó là hoàn thành những cái phần hướng dẫn ở đây. Các bạn có thể ấn tab để mở, các bạn hoàn thành những cái hướng dẫn này. Là các bạn có thể vào chiến phần game chính trong phần story mode của Call of Duty phần 1 nhá. Còn cái phần này nó khá là dài, cho nên là mình sẽ dừng cái phần review game lại đây thôi. Mọi thứ thì ok rồi đúng không? Thì mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đó là thành công và chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những cái phiên bản mới nhất trong series Call of Duty mà mình sẽ sớm giới thiệu với các bạn nhé. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người. Now check your